Em chào các bác nhé. Hôm nay cửa hàng nhà em xin trân trọng giới thiệu tới các bác xem cái mẫu xe này. Đây là cái mẫu xe Ford Ranger. Chiếc này sản xuất năm 2002, số sàn 2 cầu, máy dầu máy dinazen các bác nhé. Đấy, bác nào mà đang quan tâm đến cái mẫu xe bán tải thì bên em đang có 3 chiếc. Đấy, một chiếc Ranger như này và một chiếc Galloper và một chiếc Hyundai Stratec cũng đều là máy dầu. Còn thì máy dầu thì bên em cũng đang có những chiếc xe nữa, đây là chiếc xe như là Isuzu Highlander và những con xe GLD hay còn là 5G máy Isuzu đấy ạ. Còn video này thì em sẽ giới thiệu chi tiết tới các bác xem về cái chiếc xe Ford Ranger này nhá. Ford Ranger này, một chiếc xe có cái nước sơn màu vàng, nhìn khá là bắt mắt đúng không ạ? Biển Hà Nội, đăng ký biển Hà Nội các bác nhá. Và chiếc xe này nếu các bác có nhu cầu ra tên thì bên em sẽ hỗ trợ các bác đầy đủ hết. Ra tên đơn giản và rất là nhanh gọn thôi. Đấy. Các bác hãy xem thật kỹ qua video của em và hãy alo trực tiếp cho bên em theo số điện thoại là số 093 8586 307. Các bác kết nối Zalo theo số điện thoại đó nữa nhé, để được biết thêm thông tin chi tiết về chiếc xe này. Đấy, chiếc xe còn rất là đẹp, đăng kiểm vừa khám xong đến tháng 6 năm 2020 các bác nhé. Đấy, em cũng hiện tại thì em đang quay tới các bác xem vòng quanh chiếc xe và hình thức bên ngoài đúng không ạ? Một lát nữa em sẽ quay các bác xem chi tiết từng bộ phận một, từng phần một của chiếc xe các bác nhé. Từ nội ngoại thất, từ máy móc, đấy, mọi thứ luôn đúng không ạ? Đời 2002 các bác nhé, đăng ký lần đầu năm 2003, số sàn máy dầu và hai cầu của chiếc xe vẫn còn hoạt động đủ luôn. Vẫn hoạt động đủ luôn. Và chiếc xe này thì em mua vẫn là biển 4 số, biển một chủ các bác nhé, 30X. Một dàn lốp thì còn rất là dày. Máy lổ rất là ngon, điều hòa mát. Điều hòa mát các bác nhá, nội thất rất là đẹp. Đấy, lốp thì đây các bác xem. Một dàn lốp còn khá là dày đúng không ạ? Khá là dày luôn. Và em có thể quay sơ qua cái phần nội thất để các bác xem. Đây tắp đi cánh cửa đây ạ. Nội thất của xe còn rất là tươi nhá. Rất là tươi và còn rất là sáng nhá. Hiện tại thì em đang quay với cái thời tiết là bây giờ đang hơi âm u cho nên là nó ở bức độ. Nhưng mà xe vẫn còn rất là đẹp nên các bác có thể là nhìn qua đúng không ạ? Và lốp tiếp theo xe đây nhá. Bây giờ thì em sẽ xin phép giới thiệu các bác xem chi tiết từng phần một của chiếc xe. Đầu tiên em sẽ quay các bác xem là cái phần đầu của chiếc xe nhé, phần đầu. Dòng Ford Ranger đây ạ. Dòng này thì các bác biết là hiện tại trên thị trường Việt Nam thì mình đang được rất là ưa chuộng đúng không ạ? Kể cả đời thấp hay đời cao cũng đều rất là ưa chuộng vì là nó rất là lành và nhiên liệu thì cũng phù hợp, đồ đạc thay thế dễ và đặc biệt là rất là khỏe và rất là bền đúng không ạ? Thân vỏ rất là cứng cáp. Rất là nhiều cái ưu điểm trên cái dòng xe Ford Ranger này. Các bác hãy xem thật kỹ qua video của em. Và các bác nào mà đang tìm cái dòng xe Ford Ranger thì mời các bác đến xem xe để được trực tiếp cảm nhận nhé. Còn bác nào ở xa thì bên em sẽ hỗ trợ vận chuyển và hỗ trợ hồ sơ các bác luôn. Rất đơn giản và rất là nhanh gọn thôi. Bên em chuyên mua bán ô tô cũ các loại các bác nhé. Đấy, các bác xem đây bãi xe này rất là nhiều. Bác nào mà lần đầu tiên xem video của em mà chưa nhấn vào nút đăng ký kênh thì các bác hãy nhấn vào đăng ký kênh của em nhé, để thường xuyên theo dõi những cái mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng. Ngày nào cũng vậy và ngày nào cũng thế, em đăng lên rất là nhiều những cái mẫu xe. Rất là nhiều. Với giá tiền từ 100 triệu cho tới 500 triệu. Rất là nhiều những mẫu xe các bác nhá. Đấy, nút vào nó đăng đây. Các bác nhà mình cùng xem nhá. Đấy, chiếc xe thì đã được có một cái lắp thùng ở trên rồi. Đấy, các bác xem đúng không ạ? Có lắp thùng ở trên rồi nhá. Nếu bác nào mà cũng thích lắp thùng thì mình có thể tháo ra. Rất đơn giản thôi. Đấy, rất là đơn giản nhá. Lắp thùng của xe rất là rộng. Đấy, chở cái dòng này thì các bác biết là chở hàng là rất là thuận tiện đúng không ạ? Ngồi được 6 người phía trên mà ở cùng vẫn chở được rất là nhiều hàng đúng không ạ? Đấy, phục vụ cái dịp cuối năm rồi có thể là sang đầu năm phục vụ các bác. Đấy, một chiếc xe xế cưng rất là hợp lý đúng không ạ? Mà giá tiền chỉ có hơn 100 triệu thôi nhá. Đây là cụ thể cái phần đuôi. Và chiếc xe thì mới được sơn cho nên là vẫn là sơn xi bên ngoài, các bác yên tâm là xe rất là bóng bẩy sạch sẽ. Hiện tại em quay rất là gần, các bác xem chi tiết phần bên ngoài của xe đúng không ạ? Và chiếc xe này thì cũng đã được lắp thêm một cái bậc bệ lên xuống bằng inox để các bác xem đúng không ạ? Đấy, lốp tiếp theo của xe đây nhá, lốp còn rất là dày, khung vỏ cũng rất là chắc chắn, không hề đâm đụng, không hề va chạm và không hề bị ngập nước. Đấy, khung gầm của xe là không bị han mọt nữa các bác nhá. Đấy, đảm bảo các bác luôn là xe không bị han mọt, không bị ngập nước, không bị đâm đụng. Đấy, sơn xi rất là bóng bẩy sạch sẽ đúng không ạ? Hiện tại em đang quay rất là gần về cái hình thức bên ngoài của chiếc xe để các bác cùng xem. Đấy, một chiếc xe thân vỏ còn rất là đẹp nhá. Đấy, chỉ có tôn không thôi. Đấy, gõ kêu loang quang tôn thôi chứ không có ma tít bả vào đâu. Đấy, thân vỏ rất là cứng. Và đăng kiểm đây, cụ
thể là đến tháng 6 năm 2020, còn rất là dài đúng không ạ? Đấy, xe vừa mới mang đi đăng kiểm xong các bác nhá. Và bây giờ thì em sẽ mở cái bốn cánh cửa ra và quay chi tiết các bác xem về nội thất bên trong của xe nhá. Ở chiếc xe có nội thất còn rất là tươi và rất là sáng luôn. Và thậm chí sàn của xe ở dưới vẫn còn lý luôn này, vẫn còn lý nguyên đúng không ạ? Ở đây cũng vậy, vẫn lý nguyên nhá. Đấy, xe còn rất là giữ gìn, cho nên là kể cả như lý như là ghế da vẫn còn rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, táp lô xe đây các bác xem này, rất là tươi luôn, rất tươi và còn rất là sáng luôn. Bây giờ thì em sẽ mở và em sẽ quay các bác xem là cái cánh đằng trên bên phụ trước nhá. Xong sau đó thì sẽ di chuyển sang bên phụ và quay thêm, di chuyển sang bên lái và quay thêm các bác xem đúng không ạ? Đấy, keo chỉ nó còn nguyên zin, đấy các bác xem này, keo chỉ rất đẹp luôn nhá. Cho nên thân vỏ xe rất là mỏng và đóng cửa rất là nhẹ nhàng, rất là khít luôn. Đấy, keo chỉ đây. Đấy, còn nguyên hết các bác nhá. Đấy, phần táp ly, táp nô xe, phần nhựa của xe còn rất là tươi và rất là sáng. Đấy các bác cùng xem. Hiện tại em đang quay rất là gần cho các bác xem đây. Đấy, em quay rất là gần và rất là chi tiết cho các bác cùng xem đúng không ạ? Đấy, có một số vị trí thì hơi bẩn một chút thì các bác mua về nhà mình vệ sinh thì ok thôi đúng không ạ? Đấy, đây là phần vách cửa này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, ghế da, một bộ ghế da màu kem. Rất là tươi, rất là sáng và còn rất là mới đúng không ạ? Đấy. Hai cầu đây, một cần số và một cần cầu, còn hoạt động đủ luôn nhé. Hai cầu đủ còn hoạt động tốt luôn. Đấy, một dàn âm thanh rất là hay và hệ thống điều hòa của xe còn sử dụng tốt nhé. Đấy, hai chiều sử dụng tốt, rất là mát. Các bác thích nóng cũng có mà thích lạnh cũng có, đầy đủ luôn đúng không ạ? Và táp ly táp lô xe đây các bác xem, rất là tươi, rất sáng luôn, rất là đẹp đúng không ạ? Tí em sẽ sang bên kia và quay cho các bác xem cái phần vô lăng và hai cái đắp nền cửa bên cánh bên phụ nhá, cánh bên lái nhá. Bây giờ thì em sẽ xuống cái phần khoang dưới và quay các bác xem. Đấy, cái hàng ghế đằng sau và tắp ni cánh cửa đằng sau đúng không ạ? Đấy, keo chỉ của xe này các bác xem này, rất là đẹp luôn, lèn của xe còn rất là căng nhá. Đấy, lý nguyên nhá, nó chỉ bắn thôi nhá các bác nhá. Đấy, bác nào không thích thì về mình có thể là bọc lại. Đấy, ở dưới này thì phần nhựa căn bản là người ta thỉnh thoảng cũng cho đồ vào mà, cho nên là đi vào nó hơi xước một chút đúng không ạ? Đấy, hơi xước một chút thôi nhá. Cái vấn đề này rất là đơn giản thôi, các bác về nhà mình có thể là xử lý được. Mình đánh đi cái nó sẽ mịn luôn. Thực ra những chiếc xe chở hàng đấy thì như thế này em nghĩ là cũng rất là hợp lý rồi đúng không ạ? Quan trọng là cái khung vỏ máy móc thôi. Nhưng còn này về cái hình thức nội thất thì có một số chỗ nó như thế thì em nghĩ nó cũng không quan trọng lắm đúng không ạ? Và đây là lốc của xe nhá. Đầy đủ với chi tiết các bác xem luôn này, đây lốc này. Đấy, khung vỏ cái này thì không cần phải bàn đến luôn các bác nhé. Riêng khung vỏ và máy móc của chiếc xe này còn rất là ok luôn, các bác yên tâm. Đấy, trần này, trần rất là sáng luôn. Đấy, chiếc xe này em cũng biết là thuộc vào cái dòng xe đi ít ạ, đi ít cho nên là về cái hình thức của xe còn rất là tốt, hình thức của xe còn khá là đẹp đúng không ạ? Tiếp theo thì bây giờ em đang mở cái cánh đằng trên bên lái ra và quay các bác xem đây. Đây, mời các bác xem thật kỹ qua video của em nhé. Em quay rất là kỹ và chi tiết. Đấy, cánh này không hề có hiện tượng han mọt ở bất cứ vị trí nào các bác nhé. Không hề có hiện tượng mọt. Đấy, chỉ còn thì nếu mà hơi han một chút thì hơi chấm han, cái đấy là không thể tránh được đối với đời 2002 đúng không ạ? Chứ còn mọt là bảo các bác là không nhá. Đấy, nội thất nó đẹp này mà đúng không ạ? Đấy, kính điện lên xuống nhẹ nhàng luôn nhá. Đấy, rất là tươi, đấy con xem này, nội thất xe rất là tươi luôn, rất là tươi và rất là sáng luôn, đấy các bác cùng xem. Và bây giờ thì em sẽ di chuyển vào bên trong và quay sâu các bác xem. Đấy, khung cột của xe, tất cả rong cửa các thứ còn rất là liền và còn rất là đẹp đúng không ạ? Hiện tại thì bây giờ em đang di chuyển vào bên trong và quay chi tiết các bác xem rồi nhá. Các bác hãy xem thật kỹ qua video của em và các bác hãy alo cho bên em để bên em sẽ tư vấn các bác thật kỹ hơn về xe cũng như là về giá cả, về mọi thứ luôn nhé, về thủ tục, về mọi thứ luôn. Các bác hãy xem thật kỹ. Bây giờ em đang quay vào cái tốc lô của chiếc xe đây mà quay từ bên bên tai đi vào đúng không ạ? Hệ thống đồng hồ, mọi kim báo của xe còn đầy đủ hết các bác nhá. Đấy, sàn này đúng không ạ? Em quay khá là chi tiết các bác nhà mình cùng xem. Bây giờ thì em sẽ mở lốt cái cánh này ra, quay tới tất cả các bác nhà mình cùng xem nhé.
Cái tắp ni này em cũng định là đi sơn lại một chút cho nó đẹp, nhưng mà cái này thì cũng không cần thiết lắm đúng không ạ? Nếu sơn vào thì nó sẽ đẹp hơn. Còn để kính điện để lên xuống vẫn rất là nhẹ nhàng nhé. Đấy, bây giờ thì đang quay vào chi tiết cái phần nội thất khoang đằng sau đúng không ạ? Khoang đằng sau đây các bác cùng xem. Đấy, ghế da nhé, ghế da rất là đẹp đúng không ạ? Em quay thời tiết thì nó hơi được tối một chút đúng không ạ? Hơi tối một chút vì trời ngoài Bắc bọn em là đang trời đang trở rét và đang mưa lâm tâm. Đấy rồi, ok. Thì vừa rồi em cũng đã quay chi tiết các bác xem cái phần nội ngoại thất rồi đúng không ạ? Bây giờ em quay qua các bác xem cái phần thùng của xe nhá. Đây phần thùng của xe đây. Đây thùng. À, trước chủ trước người ta chở cái thùng này bằng để chở nhựa đường đấy ạ. Đây, chở nhựa đường cho nên là nó thực ra là nhựa đường cũng rất là tốt đúng không ạ? Nó sẽ bảo vệ cho cái lớp bên ngoài của xe là nó không bị han dí đúng không ạ? Nhựa đường rất là tốt cho cái việc chống han chống dí đúng không ạ? Đấy, các bác nhà mình nếu cũng thích thì về vệ sinh thì cái ok luôn, rất đơn giản thôi đúng không ạ? Đây và bây giờ thì em sẽ quay các bác xem lốt cái phần khoang máy của xe nhá. Các bác đợi em một chút, ngay sau đây thì em sẽ mở cái phần cabo ra và quay các bác xem. Các bác đợi em một chút xíu nhá. Đây rồi, đây là cái phần khoang máy của xe, tổng thể của phần khoang máy của xe nhá. Động cơ máy dầu, máy rất là đẹp đúng không ạ? Máy rất là sáng và rất là đẹp luôn. Khô ráo sạch sẽ, không chảy dầu, chảy mỡ, chảy nhớt ở đâu bác nhá. Máy nổ rất là êm, chạy khỏe bốc luôn. Bác bên toàn hoàn toàn yên tâm về cái máy của xe nhá. Đấy. Đấy rồi, ok. Thì vừa rồi em cũng đã giới thiệu các xem chi tiết từ nội ngoại thất, từ máy đúng không ạ? Mọi thứ luôn rồi đúng không ạ? Bác nào mà đang quan tâm thì các bác hãy alo trực tiếp cho bên em, bên em sẽ tư vấn thật kỹ tới các bác nhá. Và các bác muốn biết thêm bất cứ thông tin gì về xe, bất cứ chi tiết bộ phận nào của chiếc xe thì các bác hãy alo cho bên em. Bên em sẽ gửi đầy đủ và tư vấn cho các bác thật kỹ về chiếc xe nhé. Các bác xem video thì hãy nhớ nhấn đăng ký kênh bên em nhé, để được thường xuyên cập nhật và thường xuyên theo dõi những mẫu video mới nhất em đăng lên theo ngày tháng. Rất nhiều những mẫu xe được đăng tải hàng ngày. Ok, em xin chân thành cảm ơn ạ.